Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Lương Hoàng Tiến. Và ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn tất cả anh em đi tham quan một cái lễ hội ánh sáng đèn LED tại thành phố Thái Bình, được tổ chức tại công viên Kỳ Bá. Và ngay bây giờ chúng ta cùng nhau vào trong xem là ở bên trong có gì đặc biệt và hấp dẫn nha. Nào, let's go. Ok, và như anh em có thể thấy rằng ngày hôm nay chúng ta ở đây có rất nhiều những thiết bị được set up thành những hình khối rất là tuyệt vời, những hình con vật khủng long, voi, rồi là có những sư tử, rồi có những hình trái tim, hình cầu vồng rất là tuyệt vời, đúng không nhỉ? Và ngày hôm nay thì chương trình này được tổ chức trong vòng 9 ngày nha mọi người nhá. Thời gian từ 18 giờ cho đến 22 giờ 30 hàng ngày. Và bắt đầu từ hôm qua đến ngày hôm nay là ngày thứ hai, và sự kiện được diễn ra trong 9 ngày. Rất mong tất cả anh em ấy mau chóng trở về với công viên Kỳ Bá để cùng nhau thưởng thức lễ hội ánh sáng đèn LED tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan xem ở đây có những gì nhá. Let's go. Wow, mình thấy có một món rất hay, đó chính là món kem khói. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đi xem nhá. Cái này gọi là kem khói hả anh? Bỏng khói này. Hả? Bỏng khói á? Ăn vào nó có bị bỏng không? Không ạ, bữa ăn đã khói không? Nhưng mà anh không hút được thuốc thì sao, có ăn được cái món này không? Dạ. Anh không hút được thuốc thì có ăn được cái món này không? Vâng. Ý sợ khói nó sặc không? Không sặc à? Cái này là bán thế nào đấy? Dạ. Cái này là bán theo cốc à? Hay là bán thế nào? Là bao nhiêu tiền một cốc? 40.000 một cốc à? Ok. Ok đấy. Sang xem kem cuộn nhá. Ok, và như các bạn đã thấy đằng sau lưng của Lương Hoàng Tiến đó chính là con đường tình yêu rất là tuyệt vời, bảy sắc cầu vồng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tham quan xem là cái đường tình yêu này có gì hay và nhiều màu sắc như nào nhá. Nào, theo chân Lương Hoàng Tiến nhá. Rất đẹp. Các bạn nhớ nha, lễ hội ánh sáng này tổ chức từ 18 giờ đến 22 giờ 30 hàng ngày. Và sự kiện này chỉ diễn ra trong 9 ngày mà thôi, bắt đầu từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay là ngày thứ hai rồi. Chính vì vậy chỉ còn một tuần nữa thôi. Các bạn hãy mau chóng trở về với lễ hội ánh sáng đèn LED được tổ chức tại công viên Kỳ Bá thành phố Thái Bình để cùng nhau tham dự và tham quan với mình những kỳ tích bằng ánh sáng đèn LED. Giá vé thì cực kỳ rẻ thôi, người lớn chỉ có 50k và trẻ em thì là 30k thôi, rất rẻ. Chính vậy các bạn đừng tiếc gì chúng ta bỏ lỡ cái cơ hội rất là tuyệt vời đấy nhá. Nào, tiếp tục nào. Ở đằng sau của Lương Hoàng Tiến là một cái chữ love hết sức là to, thật to và thật đẹp màu đỏ. Và Lương Hoàng Tiến nghĩ rằng những bạn nào mà đang còn FA hãy sắp xếp thời gian để quay trở lại với lễ hội ánh sáng đèn LED được tổ chức tại Thái Bình. Biết đâu trong dịp các bạn đi tham quan thì các bạn có thể tìm ra một nửa còn lại của mình, đúng không nhỉ? Rất là tuyệt vời. Và Lương Hoàng Tiến ngày hôm nay đến đây cũng rất là mong được gặp các đôi nào đó đang yêu nhau để có thể phỏng vấn người ta một chút khi mà cảm xúc người ta đến với lễ hội ánh sáng này như thế nào. Chúng ta sẽ đi tìm một vài cặp đôi hoặc một vài bạn, một vài vị khách đến tham quan lễ hội này để phỏng vấn xem họ cảm xúc nghĩ như nào về chương trình này nhá. Nào. Xin chào anh chị, có thể cho Lương Hoàng Tiến hỏi cho anh chị là cảm nghĩ khi mà tham dự lễ hội ánh sáng đèn LED ngày hôm nay thì anh chị có cảm nghĩ như thế nào ạ? Mình cảm thấy nó rất là lạ và độc đáo, rất là nhiều những cái mô hình với lại những cái ánh sáng rất là đẹp. Cảm giác rất là thú vị khi mà vào đây. Còn bạn nữ thì sao nhỉ? Em thấy rất là mới lạ.
và độc đáo. Các bạn đã bao giờ mà tham dự một cái lễ hội ánh sáng đèn LED như thế này lần nào chưa? Mình thì cũng có thấy rồi nhưng mà chưa tham dự. Lần này thì mới có ở đây thì mình mới vào thôi. Đây là lần đầu tiên đúng không ạ? Và hai bạn là quê ở đâu, nhà ở đâu nhỉ? Mình ở trên thành phố này thôi. À, trên thành phố đúng không ạ? Vậy rất là gần, đã đến tham dự cái lễ hội ánh sáng đèn LED của ban tổ chức bọn em. Xin được chúc cho hai anh chị chơi thật là vui vẻ, tham quan, check in được nhiều ảnh rất là ảo nhá. Cảm ơn mọi người ạ. Cảm ơn hai anh chị. Chào hai bạn nhé, mình bên ban tổ chức của chương trình ngày hôm nay ấy, mình quay một vài vlog review nhỏ nhỏ ấy. Đây, mời hai bạn đứng đây một chút. Thì có thể cho mình hỏi rằng hai bạn là gì của nhau? À, mà em người yêu ạ. Người yêu đúng không nhỉ? Đó, Lương và Tiên nói rồi, chắc chắn con đường này sẽ tìm được những cặp đôi yêu nhau rất là tuyệt vời và đẹp đôi. Cặp đôi này là một trong những cặp đôi mà Lương và Tiên vừa mới tìm thấy. Có thể cho mình hỏi rằng là hai bạn là đến từ đâu không nhỉ? Bọn em là ở nơi huyện. Em là người Lào Cai ạ. Wow, người Lào Cai các bạn ạ. Bạn về đây học à? Vâng. Bạn thì sao nhỉ? Em ở Nghệ An ạ. Nghệ An à? Vâng. Ở hai bạn rất là xa, hai tỉnh có thể nói là một Nghệ An là miền Trung phải không nhỉ? Vâng. Miền Trung là một người trên Lào Đắc. Cai. Vâng. Gần Tây Bắc đây đúng không? Vâng. Mà tìm được nhau các bạn ạ. Một người ở Lào Cai và người Nghệ An mà tìm được nhau đấy chính là minh chứng của con đường trái tim của lễ hội ánh sáng ngày hôm nay. Và chúc cho tình yêu hai bạn mãi mãi gắn bó bền chặt nhá. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn bạn. Let's go. Xin chào bạn nhé, mình là Lương Hoàng Tiến và ngày hôm nay mình có thể hỏi bạn một chút cảm nghĩ khi mà bạn về tham quan cái chương trình lễ hội âm thanh ánh sáng đèn LED của Thái Bình là tổ chức tại công viên Kỳ Bá không nhỉ? Em thấy mọi thứ trang trí rất là đẹp. Không biết nói gì nữa. Không biết nói gì. Vậy thì cho Lương Hoàng Tiến hỏi rằng bạn là từ đâu đến đây nhỉ? Em ở thành phố thôi. Ở thành phố đúng không nhỉ? Bạn đã từng tham dự hoặc là đi tham quan một chương trình nào lễ hội ánh sáng đèn LED mà lung linh như thế này chưa? À, em chưa anh ạ. Hôm nay là lần đầu tiên đúng không nhỉ? Và hy vọng rằng là bạn hãy tiếp tục dành thời gian hết sức là tuyệt vời để có thể check in sống ảo ở đây đúng không nhỉ? Dạ, chúng vâng. Ta là những thanh niên thời đại 4.0, chúng ta phải biết sống ảo ở những nơi lung linh như thế này. Chúc bạn đi chơi thật vui vẻ nhá. Dạ, vâng, cảm ơn ạ. Đây, rất là tuyệt vời đúng không nhỉ? Ở đây có những chiếc ô, những chú cá heo hết sức là mềm dẻo đang uốn lượn. Những hệ thống đèn LED được set up thành những hình thù hết sức là đáng yêu và ngộ nghĩnh. Tất cả mọi thứ đều góp mặt tại lễ hội ánh sáng đèn LED được tổ chức tại công viên Kỳ Bá, thành phố Thái Bình. Các bạn nhớ nha, chỉ có 9 ngày thôi và chỉ còn 1 tuần nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc cái festival lễ hội ánh sáng đèn LED này. Chính vì vậy các bạn hãy mau chóng trở về với lễ hội này để cùng nhau mua những chiếc vé vào tham quan hết sức tuyệt vời nha. Ok.
Ok, và vừa rồi thì Lương Hoàng Tiến vừa dẫn các bạn đi tham quan lễ hội ánh sáng đèn LED được tổ chức tại công viên Kỳ Bá, thành phố Thái Bình. Và một lần nữa thì cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog này. Và nếu các bạn thấy hay hoặc ý nghĩa, các bạn hãy chia sẻ video này thật rộng để mọi người biết đến lễ hội ánh sáng và đến tham quan nhé. Các bạn nhớ là chỉ còn có một tuần nữa thôi. Sự kiện được diễn ra 9 ngày nhưng mà đã xong 2 ngày rồi và chỉ còn 7 ngày nữa thôi. Thời gian tổ chức là từ 18 giờ cho đến 22 giờ 30 và giá vé chỉ có 50.000 cho người lớn và trẻ em là 30.000. Chính vậy là rất là rẻ, rất mong là mọi người hãy sắp xếp thời gian và đến tham quan. Quý vị đừng bỏ lỡ dịp này nhé, bởi vì rất hiếm khi mà ở Thái Bình chúng ta được tổ chức một lễ hội ánh sáng đèn LED là tuyệt vời và lung linh như thế này nhé. Cảm ơn các bạn. Tạm biệt.